trong bình 25 lít. Ai gọi không, cái gì À, nè? Họ chuyển qua máy kia. 25C cho bình 25 lít. Rồi, đó. Sạch bên điện nó xịt 20C. 20C. Dạ, em điện 20C. À, cộng với nước sâu này rất hay nha, anh khỏi cần đổi, đổi sâu luôn. Để xe Một loại nè. Ừ, tại vì nó cũng khoảng 20cc nè. 20cc cho 20 đến 25. Bình 25. Lít luôn. À, thì anh cứ pha 20 thôi. Rồi. 20 tại cái nhỏ mình pha 20 được rồi. Đó. Thì mình pha mình xịt, còn cái humic này thì định kỳ là từng 7 ngày mình tưới lần. Còn cái phân là một tháng, tháng tới là mình nay được 20 ngày phải không? Là tới một tháng. Một tháng. Theo tháng vô lần. Theo tháng vô lần vô khoảng khoảng 500 g. Đó thì anh bỏ nè cho nó cách nó ra cái gốc này. Ha, gốc này nó bỏ cách cái đây chút xíu. Đó, nó cho nó hoành thằng vậy. Vòng vậy không? Ờ, cái vòng vòng này. Cứ cây vậy anh cắt vòng vòng vậy. Trước khi cắt phân thì mình anh tưới nước. Cho nó im xuống trời, cho nó im gốc, cái im nó im nước, bắt đầu mình tưới tưới bỏ phân lên là bắt đầu nó không trôi. À, để cho anh để cho mình gãi vô cái anh tưới liền nó trôi. Trôi rồi, trôi rồi. À, tại vì cái rễ của nó là nó từ nằm đây nè, cái rễ ở đây là nó không có rễ. Thì từ cái đầu cái rễ cái bầu của nó ra đây rồi thì bắt đầu cái rễ nó ăn ra rồi. Rễ đầu ăn ra rồi. À, bầu là rễ nó sẽ ăn ra từ từ. Đó cho nên có nhiều chỗ người ta gãi ta không biết, mình gãi sát trong đây thì nó làm nó lãng phí cho mình thôi chứ. Nó phải phát triển thì nó ra từ từ, ra từ từ thì xuống nó ra rễ nó ra rộng đây. Tại cái bầu của nó trong cái bầu bự, sau cái bầu bự vậy nè. Là rễ nó ra ngoài hết rồi. Thì bắt đầu nó xuống đây. Đó thì bữa hổm trồng được 555 cây ha. Ủa? Bữa hổm 12 cây. Bữa hổm thiếu cây chỗ nào? Đâu có đó. À. Đây là mấy anh kỹ thuật bên quả cầu lửa BO. Đó thì bắt đầu cái cơ này nè. Là chuẩn bị đi rồi nè. Đó. Và cơ đẹp nè. Cơ này mà anh xịt cái bùn đọt nữa là nó sẽ chuẩn bị đi nè. Đi cơ này. Dạ, mới xịt hôm qua phải, mới xịt 3 ngày. Khoảng 7 ngày nó đi, khoảng 6 7 ngày nó đi. Xịt tiếp cái cơ nữa là nó. Có bộ cứng anh quạt ly nó tốt rồi, cái này bộ lá sao nó. Bộ lá nó mướt rồi à, bộ lá này thì nó lấy rồi lỡ. Mưa tôi tính là bỏ trĩ không rồi tôi không ấy, nhưng mà tôi coi lại cứng ăn. Nhầm. Đây là ở Tây Ninh nha bà con, ở huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh, giáp cái vùng biên giới luôn, biên giới Campuchia. Đây nè. Hồi này nó ra quá, nó ăn quá nè. Nhưng mà không sao, cái cơ để đi được rồi, cái cơ này nó bắt là nó đi à. Ừ. À, nó bắt nó đi là nó đi cái cơ này thì mình bắt đầu mình nuôi được cái cơ này. Ừ. Thì cái lá này là do những con bọ cánh cứng. Ban đêm á, khoảng 6 giờ nó ra nó ăn. Thì có cái sâu sa ta suốt hồi nãy chia sẻ đó là mình xịt vào buổi chiều. À, thì khoảng định kỳ 10 ngày, từ 10 đến 14 ngày mình xịt lần thì con nó không ăn. Nhưng mà cái cơ này thì mình giữ lại thì nó không sao. Nó chủ yếu là cái cơ đọt cơ, cơ tiếp theo đi nè. Đó. Thì cái khu này là 152 cây kỹ thuật của cây giống ở trung tâm cây giống đến trồng cho vườn ở huyện Bến Cầu Tây Ninh. Đó, thì muốn chia sẻ với bà con. Thì hôm nay là đi sẵn đi chăm sóc vườn ở bên Gò Dầu, sẵn ghé qua bên Bến Cầu để chăm sóc vườn cho anh Châu nha. Thì hôm trước bên trung tâm cũng có chia sẻ cái video này cho bà con. Đó, kiểm tra lại cái độ nước của nó. Như cái này khô quá thì không có đủ độ nước nè. Thì bên trung tâm có chia sẻ với chỗ anh Châu để cho anh tưới thêm cho đủ nước. Tại cây thời gian cái cây sầu riêng con thì nó cũng cần một cái lượng nước nhất định. À, và cây này được trồng được mới trồng được 20 ngày và nó bắt đầu bén rễ rồi, bắt đầu bén rễ rồi nè. Thì những cái cơ đọt là chuẩn bị đi nè. À, những cái cơ đọt là chuẩn bị đi nha bà con. Cây sầu riêng á, cái cơ đầu thì cũng hay, bên trung tâm cũng hay chia sẻ vào cái cơ đầu thì bà con phải giữ cái cơ đầu nó cho nó tốt chất lượng. À, thì những cái cơ sau nó mới phát triển đồng bộ hơn nha bà con. Cái cơ đầu rất quan trọng. Đó. Thì bên trung tâm cái giống thì luôn luôn có đến vườn để trồng kỹ thuật chăm sóc vườn cho bà con. À, nếu bà con nào mà có nhu cầu thì chúng tôi sẽ luôn luôn tới vườn và đi theo kiểm tra thêm mấy cái mô hình ở đây coi. Để coi. Trồng rễ này không cho nó trồng với nhau. Tại vì sao trồng rễ với nhau sẽ những nó hút cây này nó hút dinh dưỡng cây kia. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó trồng lên rễ nó không phát triển, nó không, nó cái trái sao nên không ngon. Thì bây giờ với anh cắt ngang chia đều ra, ví dụ từ cây đó cây này là 8 mét đúng không, ví dụ 4 mét anh cắt ngang đào một lưỡi giá nhỏ thôi cho nó vừa có thoát nước luôn, vừa gõ nước rồi thoát nước luôn, gọi là cắt học của nó. Thì sau này đến năm thứ tư, đến năm thứ tư, năm thứ bắt đầu làm trái đó là bắt đầu nó như vậy mới ngon, làm bắt đầu đủ dinh dưỡng cho nó. Chứ còn để nhiều khi cái rễ của nó lèn qua cái nó bò là nó trồng hai rễ này trồng lên nhau, thứ nhất là nó không có cái phân để nó hút, mà khi mà nó có phân xuống cái nó cái hút được cái không, cái nằm rễ nhau thì nó trồng nhau nè. Đây là D197 nha, D197 mới đúng, chứ còn để nhiều khi cái D24, cái D24 là cái lá nó nhỏ hơn là nó không phát triển á, nó là cái trái là nó không có năng sức, nó phải đúng mà D197, phải đúng D197 mới được. Cái kia thì cái nó không ngon, lá nó nhỏ ăn không ngon mà nó không có năng sức, mình trồng mấy năm trời mà không đúng giống là ấy lắm. Cái này hôm bữa mình trồng luôn với anh. Ừ, mình trồng luôn.
Đó thì anh xịt sâu, những cái cây sau anh xịt sâu là cho nó để nó ăn. Cái cây này thì không sao, cây này bình thường, cây này sao thì anh xịt sâu. Hồ này lưới hết dòng lưới này nhiều quá ha anh chồng. Nhiều giờ thấy nhiều một. Ủa vậy hả? 7 công hả? 7 công hay 6 công? Có mẫu hả? Ờ. Đúng rồi. Nếu một mẫu là cái chu vi nó có 400 m mà này tôi rào đến tới 500 m. 500 m thẳng ha. Ừ, nó chu vi á thì ờ, ừ. Mẫu thì dùng 100. Đúng rồi. 100 400. 40. Ở đó rưỡi nó là 200 cây trụ cũng đủ. 2 mét rưỡi ha. 2 mét rưỡi cây. Ờ, 2 mét rưỡi cũng được, cũng vừa. Có ngoài đây có nguồn nước ngon nè, ngoài đây nó hút có cái kinh mà hút nước ra vô là cái anh trồng cái cây sầu riêng hay cây gì cũng được mà có gần kinh mà hút nước ra vô được là tốt, là ngon lắm. Nước này bò sữa người xã bao có nước con bò rồi. Dạ. Nhìn nó không có phèn. Bò phèn chứ giờ. Đâu cái nguồn nước này là ngon. Không có cái cột này mình đổ nhà luôn hả anh trồng? Hay mình mua rồi đổ hả? Cái này là nhiêu cây ta? 101. 101 hả? 101 là rẻ chứ. 101. Rồi bên kia làm chưa? Chưa hả bên kia? Bên đó là của thằng cây. À. Làm có miếng trong đó mà nằm tốt trong có đường. Bữa kia tôi bán không có đường thì dê. Nằm tầm tiện. Lô hay mẫu ha? 7 công. 7 công 500 hả? À?